Xin chào tất cả anh em ha. Đây là anh cơ khí Nguyễn Toàn nha anh em. Anh này thì chuyên sắp răng sới để sới rôm nha. Sới đất mà chưa đốt rôm luôn nè anh em ơi. Thì nay anh ra anh sới đất nhà của anh nha. Anh trình diễn sới đất nhà mình quay anh em xem nha. Đó. Cái đất này là đất đất chưa đốt rôm luôn nha anh em. À, sới qua một bận một cũng khá là đen nè. Đó, đây là anh cơ khí Nguyễn Toàn. Mấy là lần trước mình có quay ảnh sắp răng sới anh em. Anh em nào có nhu cầu sắp răng sới giống như vậy thì mình để số điện thoại ảnh lên tiêu đề á. Thì anh em liên hệ với ảnh nha. Để anh quay lại cái mình quay chi tiết anh em xem nha. Nè. Một bận một sới đất cũng khá là đen nè. Thì dùng này thì không có xài bánh dặm nha anh em. Tại tùy theo dùng á, cho nên dùng này mang dàn sới lớn, dàn sới dài. Việc sắp răng sới là rất quan trọng nha anh em. Tại không có xài bánh dặm á. Sới qua một lần là phải đen nha. Không đen đất là chủ ruộng chê. Này thì anh đang sới đất nhà anh sới thử nha anh em. Đất này thì đất này thì rôm rã rất là nhiều. Tại mùa này là một năm ba vụ á, nên lúc mưa bão thì chủ ruộng không có đốt rôm được nha. Rôm cũng còn, nói chung là có đốt nhưng mà đốt không cháy nè, còn rất là nhiều nè, đốt làm nhau mà. Nói chung thì anh cơ khí Nguyễn Toàn này tới mùa sới á, anh cũng sới mướn nha, sới khu vực nhà của anh á. Rồi hết mùa sới thì anh có làm sắp bông sới cho anh em ở phương xa tới nữa. Hôm nay anh làm cho các mấy anh em các tỉnh lại luôn. Mình quay lên á rồi mấy anh em lại đặt rất là nhiều nha. Để đặt làm thứ này nè, làm sắp răng sới mà rạ như vậy mà sới qua phải sạch như vậy nè, cũng khá là sạch nè. Như vậy là nếu chủ ruộng nào ảo ẩu là để sạch được luôn nha. Anh quanh lại kìa. Này là mẫu mới sắp răng sới, mẫu mới của ảnh nha anh em. Mẫu cũ thì nói chung ảnh rất là nhiều mẫu. Mẫu cũ ảnh bỏ cái nú cũ, ảnh chơi nú mới luôn rồi. Ảnh rất là nhiều mẫu. Anh có chia sẻ là mẫu này anh sắp là nhẹ máy mà nhận rạ nha anh em. Nhẹ máy nha, sới rất là nhẹ máy, rạ thì nhận đen luôn nha. Dùi rạ xuống đất nha. Đó. Anh em thấy cũng thực tế ha. Rôm rạ rất là nhiều nè, sới qua một cái là đen nha. Thì cơ sở ảnh thì ở Thủ Thừa Long An nha. Thủ Thừa, nghe đây là Thủ Thừa Long An. Có gì chi tiết anh em cần thì liên hệ trực tiếp nghe ảnh nha. Mình có để số điện thoại ảnh tiêu đề á, anh em cứ điện ha. Để đặt bông sới nha. Hỏi thăm chỗ garage ở đâu á, anh em tới ha.
cái trục này anh mang phía sau là để dằn đất cho bằng đất nha anh em, chứ nếu không có cái trục thì nó cũng đen đất nữa nha. Cái trục chủ yếu là bằng đất, nó dằn xuống cho bằng thôi, còn mấy vòng nữa là xong đám này rồi. Này cắt còn khoảng 2 đường nữa là xong. Dần sới này thì anh mang dần sới 2m6 lận, rất là lớn ha, nên sới rất là nhanh, 2m6. Không biết 2m6 này anh đấu vô mấy răng ta, chắc tầm phải 60 răng không ta, trên 60 luôn á. Anh em nghe tiếng máy rất là khỏe ha, chạy rất là khỏe máy nha, sắp bông sới nhẹ chạy là chạy rất khỏe máy, máy chạy nghe phải re. Này tại xếp anh mới quay như vậy nha, chứ đám ruộng vuông thì anh sẽ thả giạc. Này thì ảnh nói chung là vừa sắp rong sắp bông sới là cũng một phần quan trọng rồi, một phần nữa là phải nấu nhông sên dĩa nha anh em. Nhông sên dĩa ảnh có đấu nhông lại đi tua nhanh nha, nó mới nhừ nha anh em, chứ sắp bông sới mà anh em để nhông riêng luôn là cũng không đen đất đi nổi nha, phải đấu nhông sên dĩa lại, phải đi tua nhanh lên nha. Để có dịp mình sẽ ghé chỗ xưởng garage của ảnh, mình quay lúc ảnh đang sắp bông sới anh em xem nha. Thì tới mùa rồi ảnh không có, ảnh nhận đặt hàng rồi chứ ảnh chưa có làm được nha. Ảnh hết mùa sới ảnh sẽ làm. Thì mùa sới của ảnh tầm 20 ngày là hết mùa nha. Nói chung là ảnh sới khu vực địa phương không à, gần nhà chứ không có chạy đồng. Giáp hết rồi đó. Rồi xin hẹn những video tiếp theo nha anh em, mình sẽ tới xưởng garage ảnh quay anh em xem ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.